Thùng quay mật ở bên cơ sở Lâm Mong Em thì có đủ mẫu đủ loại để gửi hàng cho các bác nhé, phục vụ cho các bác theo nhu cầu. Với cái thùng 4 cầu và 6 cầu thì dành cho các bác mà nuôi ong số lượng đàn lớn, thì em có cả thùng quay mật 2 cầu và 3 cầu để phục vụ các bác nuôi ong số lượng đàn ít, tầm 25 thùng quay đầu về, thì các bác lên tham khảo cái thùng 2 cầu hoặc 3 cầu. Thì trước khi đi vào video, cho phép em xin được gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang theo dõi video, nhất là các bác đang có nhu cầu tham khảo về mẫu thùng quay 2 cầu, 3 cầu Elox hoàn toàn hàng Hàn tĩnh điện mẫu mới nhất của năm 2023, chuẩn bị cho cái mùa khai thác mật của năm 2024 các bác nhé. Em Lâm Ong thì ở Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang, chuyên cung cấp phụ các bác các cái vật tư nuôi ong, từ cái nhỏ nhất như là cái kim di trùng, dọ nhốt tướng, hay là các cái thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu như trên video các bác tham khảo, cũng như là các cái chân tầng, mỏ hàn, rau cái lắp vít này, đấy, phấn hoa, bột đậu, máng cho ông ăn, vân vân. Nói chung về vật tư ngành ong thì em có đầy đủ hết, ngày em bán hàng cũng mấy năm rồi nên là các bác nào mà đã là khách hàng quen thì các bác cũng biết cái phong cách cũng là sản phẩm hàng ở bên em khi mà bán hàng cho các bác. Còn các bác nào mới thì các bác kết nối với em qua số điện thoại trên màn hình của video để em tư vấn báo giá, chốt đơn để gửi hàng sớm nhất cho các bác nhé. Và em thì gần bến xe Nhã Nam, thì các bác nào mà ở gần bến xe Gia Lâm hay bến xe Mỹ Đình hay là gần các cái tuyến quốc lộ thì bên em sẽ hỗ trợ gửi xe cho các bác, thì các bác đặt hàng trong ngày sẽ nhận được đấy. Thế còn các bác nào ở trên các địa phương khác ngoài tỉnh Bắc Giang, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, thì em sẽ gửi qua đường shipper giao hàng tận nhà. Các bác chỉ cần ở nhà và hàng sẽ được vận chuyển đến tận nơi, các bác nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán các bác nhá. Đó, và đây là mẫu thùng quay hàng Elox vành vuông, rồi bên em có cả cái hàng Elox vành tròn nữa, thì các bác có thể tham khảo trên kênh. Hàng này thì hàng cao cấp, còn cái hàng kia thì nó rẻ hơn một chút, thì vành của nó là vành tròn đấy, lỗ ra mật không được tiện gen và nó không có phần tay sách như là cái hàng cao cấp này nhá. Đấy, để em tư vấn cho các bác rõ luôn, nhưng còn đáy của nó vẫn là đáy chóp lón. Đấy, thì tư vấn cho các bác rất là rõ cả thùng 2 cầu và 3 cầu. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu hàng cao cấp của cơ sở của ông em đã chuẩn bị hàng. Đấy, các bác thoải mái đặt hàng luôn để tránh tình trạng mà trong mùa khi các bác đặt thì rất là hay có tình trạng cháy hàng. Đó, thì 2 cầu và 3 cầu nó khác nhau về cái số lượng cầu quay, và cái 2 cầu thì các bác yên tâm là khi sử dụng ở bên cơ sở em là lồng so le cải tiến nên là các bác quay nó sẽ không có tình trạng văng nhộng ra này, và tiếp nữa là sẽ không phải đảo cầu nhé. Với cái thùng mẫu cải tiến này 3 cầu thì các bác vẫn phải đảo cầu đấy, giới thiệu cho các bác qua là như vậy. Còn hàng ở bên em đây các bác này, tất cả là Elox hết, hàng Hàn tĩnh điện. Các bác nhìn thấy những cái mối hàn như thế này, em lấy led cho các bác xem để các bác biết là thợ bên em hàn kỹ thuật là lâu năm rồi nên là cái chất lượng thùng nó rất là tốt các bác nhé. Vành sử dụng là vành Elox hộp vuông đấy. Các bác nhận hàng, các bác nào cẩn thận, các bác có thể là cầm cái cục lâm châm test đấy vào cái phần vỏ thùng hay tất cả ở trên cái thùng này. Nếu mà hút thì các bác giả lại hàng, còn không hút thì các bác thanh toán con nhân viên giao hàng giúp em. Trên cái thùng này thì em báo luôn là cái vòng bi bên trong này thì nó vẫn phải thiết kế là bằng thép các bác nhá, thép đúc nguyên khối để làm bánh răng. Và vòng bi thì nó là cái phần làm bằng thép, và cái con ốc này được thiết kế là bằng sắt này, kim loại đấy, thì phải nói rõ các bác như vậy. Thế còn tất tần tật từ cái tay quay đấy, hay là cái phần tay sách, lỗ ra mật, lồng quay, trục quay xà trên là anh em đều thiết kế là Elox hết các bác nhá, làm châm không hút. Và 2 cầu, 3 cầu và hàng vành tròn hay vành vuông bên em đều thiết kế là đáy chóp lón. Và lỗ ra mật được thiết kế là sát với cả cái phần đáy thùng nên là mật ra sẽ rất là kiệt, các bác không cần phải đổ như trước nữa mà các bác chỉ cần là nghiêng cái thùng lên là được. Và 2 cầu, 3 cầu bên em không thiết kế chân các bác nhá. Nên nhiều bác đặt hàng xong đến nơi bảo sao không có chân. Bây giờ các bác mua một cái thùng ong 2 cầu, 3 cầu mà thêm chân nó lại thêm mấy trăm nghìn nữa thì tính ra mua nó đắt quá. Đấy, các bác thích mua lên cái hàng cao cấp, các bác mua lên cái thùng 4 cầu hoặc 6 cầu thì em báo giá các bác là đã bao gồm cả chân rồi. Đấy thì phải báo các bác luôn. Mà các bác nào nuôi ong số lượng đàn ít thì các bác chỉ cần dùng cái 2 cầu 3 cầu là được rồi. Đây lỗ ra mật tiện gen. Đây hàng cao cấp là sẽ được tiện gen. Và nó là cái ống 34. Đấy các bác nào thích chế khóa thì các bác ra quán điện nước các bác bảo bán cho cái khóa đồng gen trong 34, các bác về lắp vào là xong, là có khóa luôn nhé. Đấy, hàng hàn rất là đẹp luôn. Các bác khi mà lựa chọn cái hàng cao cấp này thì có thể là mở lên, nếu mà muốn tra dầu mỡ hay là sửa chữa thì các bác vẫn có thể là tháo cái phần con ốc này ra, các bác sửa chữa hay là tra dầu mỡ bên trong này, nhưng sau đó các bác lại lắp vào được. Đấy, rất là tiện luôn với cái hàng cao cấp này. Và vòng bi hàng vành tròn hay là vành vuông thì sẽ được ép ống thủy lực để chống tình trạng rớt dầu khi các bác quay. Đấy,
quay cho các bác xem test về cái độ êm ái của thùng 2 cầu 3 cầu nhé. Đây các bác này, rất là êm luôn các bác nhé, em thả tay ra này. Đấy các bác thấy không? Êm như này thì sẽ không lo là tình trạng là các bác quay nó không đồng trục, là nó sẽ bị văng nhộng thì không có nhé. Đây thùng 2 cầu thì đây, em test hết cho các bác xem để các bác cảm nhận được cái độ êm ái. Này em thả tay ra nhé, các bác thấy không ạ? Đấy, cực kỳ là êm luôn. Hàng bên em thì chưa có một bác khách nào gửi hàng đi mà các bác phản hồi là thùng không tốt hay là thùng quay nó mắc về kỹ thuật gì cả. Đấy các bác yên tâm khi mà đặt niềm tin với shop em nhé. Và các bác mua hàng ở bên em thì với những chiếc thùng quay mật thì em sẽ tặng quà cho các bác là một cái con dao cắt lắp vít và một cái mũ xe mong. Đấy các bác nào mà xem được video thì các bác cập nhật để được nhận quà khi mà đặt hàng ở bên shop em nhé. Và em xin nhắc lại thì shop em ở Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang gần bến xe Nhã Nam, chuyên cung cấp phụ bác các cái mẫu thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, hàng Hàn tĩnh điện mẫu mới nhất và các cái vật tư lôi ong khác. Đây các bác thấy này, như ở đây thì có cả cầu ong nhá. Đấy, cầu ong rất nhiều để chuẩn bị cho vụ mật tới. Và kia là đơn hàng của bác khách của em trên Cao Bằng. Bác là khách quen lấy hàng cầu ong bên em rồi. Ở đây thì là đang hỗ trợ một bác khách của em ở trong Vũng Tàu đấy, bác nuôi ong nhưng mà bác bận không có thời gian căng cầu thì bên em hỗ trợ căng. Đấy, kỹ thuật thợ bên em căng là rất là bảo đảm rồi, thợ lâu năm, thợ chuyên nghiệp rồi. Đấy, căng như này về thì các bác chỉ cần hàn chân tầng là xong. Và đây là cả một cái lô chân tầng nhà em mới sản xuất nữa thôi. Quay cho các bác xem. Lô này là hơn 3.000 nhé. Đấy cũng là chuẩn bị để đóng hàng gửi đi cho các bác. Thì các bác cần về vật tư lôi ong gì trong cái mùa nhân chia đàn cũng là mùa khai thác mật mới của năm 2024 thì bác kết nối với em Lâm Ong qua số điện thoại trên màn hình của video để đặt hàng nhé. Các bác xem video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, bật nút chuông và để lại bình luận để em có thể nắm bắt được cái phản hồi của các bác. Nút chuông đó thì các bác bấm mà là miễn phí, nhưng khi mà em đăng video là các bác sẽ nhận được thông báo. Thì các bác nào mà quan tâm thì các bác ấn vào nút đăng ký nhé. Theo dõi ủng hộ em Lâm Ong, cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.